Lê xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vợ chồng Henry của Sống Thụy Điển. Thì ngày hôm nay trời nắng rất là đẹp luôn đó mọi người. Trời đúng là vào mùa xuân rồi. Trời ấm hơn này, bắt đầu có nắng này, xong rồi những cái bông hoa mùa xuân bắt đầu nở rồi đấy mọi người ạ. Thì Henry đang đi trên đường thì thấy có cảnh sát đứng ở ngoài đường bắn tốc độ luôn này mọi người. Trời ơi, thiếu một tí nữa thôi là ông sẽ ly quên mất đấy. Xong là đi nhanh quá, đoạn đường này chỉ cho 30 km/h thôi. Đó, rồi. À mà quên mất không nói với mọi người là hiện tại Ly đang đi đâu nhỉ? Ly đang đi xuống dưới phía nam của Thụy Điển. Thì nhà Ly ở phía miền nam rồi, nhưng mà nhà Ly là ở đầu phía miền nam. Bây giờ Ly còn đi xuống dưới nữa của phía miền nam. Thì tỉnh này gọi là tỉnh Chivik, một tỉnh ngay gần biển, giáp biển đấy mọi người ạ. Bây giờ đây mọi người có thể nhìn thấy là có biển đây mọi người. Nhìn đẹp chưa? Một chút sương mù, nhìn nó kiểu hơi hơi ảo ảnh một tí nha mọi người nhỉ. Cái này là chưa đến tỉnh đấy đâu mọi người, nhưng mà nhà ở đây đẹp quá cho nên là Ly quay lại cho mọi người xem nữa. Và ở đây mọi người biết không, đây là một cái tiệm bán thịt đấy mọi người. Ở đây thì mình mua cái thịt như ý muốn của mình mà rất rẻ luôn đấy mọi người ạ. Rồi họ còn có bán cả nguyên một con lợn sữa con ấy, để mình về mình có thể tự quay lấy đấy. Trời ơi, ở đây thực ra là nếu mà mình phải biết thì là mình mua được thịt tươi, thịt ngon được đấy mọi người, không phải là chỗ nào mình cũng để mua được ấy. Và đây bây giờ mình đã đến cái tỉnh này rồi, thì mọi người có thể nhìn thấy phía trước kia kìa, đó chính là biển đấy mọi người. Sau những cái nhà này là biển luôn đấy mọi người ạ. Nhưng mà mục đích hôm nay của nhà Ni đi chính là hái rau tỏi gấu. Rau tỏi gấu còn được gọi là rau ramslök trong tiếng Thụy Điển đó mọi người. Thì ở dưới này á, vì là phía miền nam mà cho nên là nó ấm hơn ở cái phía miền bắc một chút, cho nên là cái rau ramslök của nó mọc với mọi người. Thì thường thường là Ni thấy những cái bông hoa tuyết này nó lớn này, nó lên hoa như này nè, thì là Ly biết là lúc đấy là lúc mà có thể hái được ramslök ở dưới phía dưới này. Tại vì ở dưới phía miền nam á thì nó ấm hơn ở trên chỗ nhà Ly một chút, nên là cái những cái rau mà thuộc dạng tỏi đó nó lớn nhanh hơn đó mọi người ạ. Thì bây giờ mình đã đến chỗ có thể hái được rau tỏi gấu rồi đây mọi người. Thì ở bên Thụy Điển này á, nếu như mà cái rau gì mà mọc trong khu rừng bảo tồn á, là mình sẽ chỉ được hái một chút ít thôi, hoặc nhiều nơi là họ viết luôn là mình không được bẻ cành, không được hái một cái gì ở đấy về á, cho nên là nhiều nơi là cấm không được hái. Còn như chỗ này của Ly á thì nó không thuộc vào là rừng, nó kiểu dạng là một khu đất trống bên cạnh đường đi lại thôi ấy, mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy bây giờ rau nó đang nhú lên á. Trời ơi, như này nhìn thì bây giờ nhìn thì nó ít vậy thôi mọi người. Chứ khoảng một tháng sau Ly quay lại, Ly quay cho mọi người xem, lúc đấy là nó xanh mơn mớt như cỏ ấy mọi người, nó nhiều lắm luôn đấy. Lúc đấy hái không xuể luôn đấy mọi người. Còn bây giờ thì phải đi nhặt từng cụm một đấy mọi người. Thì ở đây Ly hái này là một phần là Ly mang về ăn, một phần là Ly mang đi bán nữa mọi người ạ. Ly nghĩ rằng sẽ có một số người sẽ nói với Ly là bán nhưng mà không báo thuế, nhưng mà thực chất ra là thuế họ cho phép mình hái rau dại, hái quả dại, hái lấm mang đi bán với mức 12.000 một năm. Thì cái mức đấy là mình sẽ không phải đóng thuế, còn trên cái mức 12.500 ấy thì là mình mới phải đóng thuế. Cho nên là bây giờ là Ly tranh thủ thì Ly đi hái cái rau lại để đi bán đó mọi người. Thì ở đây Ly không phải là Ly đi bán cho những người dân hay là những người ở quanh Ly ở đâu, mà Ly bán vào cho công ty luôn đấy mọi người. Thì bán vào cho công ty vừa được giá hơn mà vừa an toàn hơn nữa. Tại vì họ cũng biết luật, họ giúp Ly, họ làm cho Ly để mà Ly biết được rằng là cái này có đúng luật hay không đấy mọi người. Và cái rau tỏi cấu này á, lúc mà nó mới nhú lên như này á,
thì ăn nó rất là ngọt luôn đấy mọi người. Ăn nó rất là thơm, rất là ngọt. Lý rất là thích ăn lúc mà nó mới nhú lên này luôn đấy. Còn khi mà nó lớn lên nhiều rồi ấy, nó già già rồi ấy, thì lúc đấy ăn nó lại không ngon nữa mọi người. Ăn nó kiểu bị dai dai ấy, chứ nó không còn được giòn mới ngọt nữa. Còn Ly với chồng Ly là thích ăn khi mà nó mới nhú lên như này này. Nó mới nhú lên này thì ăn rất là ngọt luôn đấy mọi người. Mình làm thịt bò quấn với cả cái rau tỏi gấu này ăn rất là ngon. Ly sẽ về làm cho video cho mọi người xem là Ly làm món gì với cái rau tỏi gấu này như sau nha. Bây giờ nó còn non đấy mọi người, cho nên là hái rất là lâu, Ly phải hái những 2 tiếng đồng hồ mới được có khoảng 1,5 cân thì phải. Đó thì Ly hái không có được nhiều, tại vì bây giờ nó mới lên mà Ly phải nhặt từng cụm một nhỏ, nên là nó cũng khá lâu nhưng mà cũng vui lắm nha. Ly thì Ly thích ngồi như vậy xong hái nhặt, tại vì Ly thích mấy cái đồ thiên nhiên đấy, kể cả như mùa thu Ly đi hái lắm cũng vậy đấy. Giống như vậy, Ly thích mấy cái chuyện như này lắm mọi người ạ.
bên cạnh khu đất mà Ly hái này này mọi người. Thì ở đây có bên cạnh là một cái giống như kiểu suối hay là cái bờ mương ấy mọi người. Mọi người nhìn này, nước chảy ở đây luôn á. Nước rất là trong luôn ấy mọi người ạ. Là lúc nào suối cũng róc ra róc rách, róc ra róc rách kiểu vậy mọi người. Mọi người nhìn này, chỗ này nó rất là rộng luôn ấy mọi người. Rồi đến khi mà nó lớn lên thì nó rất là nhiều luôn ấy. Và đây em Sóc và ông xã của Ly vừa lại mới đi dạo một vòng để cho Ly hái rau, xong bây giờ mới quay lại thì vào đây xem Ly hái được bao nhiêu rồi đó mọi người. Thì em Sóc cũng là một người rất là yêu thiên nhiên đấy mọi người. Em ấy nhìn nước suối chảy xong rồi em cứ cười vậy mọi người ạ. Và video của Ly đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Ly rất nhiều nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ly để Ly có thể tiếp tục ra video cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn mọi người. Bây giờ nhà Ly sẽ đi đến gọi là cái nhà máy làm sản xuất nước ép á. Thì cái video này Ly sợ quá dài cho nên là Ly sẽ chia ra làm 3. Tại vì nhà Ly đi những 3 nơi lận, cho nên là Ly sẽ chia ra làm 3 nha mọi người. Và bây giờ chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Nhà Ly đi chơi tiếp đây. Bên này cũng có luôn ram slug là tỏi gấu á mọi người.